Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, cuộc cách mạng số đang biến đổi cách cả thế giới vận hành trong tất cả mọi lĩnh vực, từ đó cũng tạo nên sự bùng nổ về nhu cầu của thị trường lao động đối với ngành công nghệ thông tin. Ngành công nghệ thông tin hiện nay mở ra rất là nhiều cơ hội, như là cơ hội làm việc xuyên biên giới với mức thu nhập khủng đáng mơ ước. Vì thế, số lượng hồ sơ nộp vào ngành công nghệ thông tin ở các trường đại học cũng ngày càng tăng, đặc biệt là những trường có chương trình liên kết đào tạo quốc tế uy tín. Vậy thì đối với ngành công nghệ thông tin, những chuyên ngành cụ thể nào đang có triển vọng lớn và chương trình đào tạo nào sẽ giúp cho các bạn có thể phát huy hết được những tiềm năng của mình? Chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề này cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Sinh, trưởng khoa công nghệ thông tin Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin chào tiến sĩ, cảm ơn tiến sĩ dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào Mai Anh, xin chào quý vị khán giả, các vị phụ huynh và các em học sinh. Rất hạnh được đến cùng với chương trình để chia sẻ cái thông tin về các ngành học cũng như là các cái định hướng trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin. Mà anh vẫn còn nhớ là khoảng cuối năm 2020 thì cư dân mạng rất là xôn xao về bài báo là có hai bạn trẻ 9X đều ở Hà Nội phải nộp thuế thu nhập cá nhân đến hàng chục tỷ đồng. Như vậy thì khi mà qua truyền thông thì các bạn trẻ đang bị hấp dẫn rất là nhiều bởi cơ hội mở rộng của ngành công nghệ thông tin. Như vậy thì không biết là ngành công nghệ thông tin nó có thật sự là hấp dẫn nó như vậy không ạ? Đây là câu hỏi rất thú vị và chắc có lẽ là không chỉ là chúng ta mà quý vị phụ huynh và các em học sinh, đặc biệt những em chuẩn bị thi vào chương trình, chọn ngành nghề nào thì công nghệ thông tin, một cái thông tin như chúng ta được biết năm ngoái đấy, là chính xác là em này cũng mới ra trường học của ngoài Hà Nội thì đã phải đóng thuế tới mức là 23 tỷ, tức là một cái thu nhập rất là khủng. Những cái mà các em có thể là kiếm được số tiền như vậy thì nó trong ngành IT chúng ta tìm hiểu một chút là nó có rất nhiều các cái ngành nghề, các lĩnh vực, thí dụ chúng ta có thể là phát triển những cái app ngày nay rất là phổ biến, là những cái gọi là mobile app, những cái mà ứng dụng mà có thể là tiện ích giúp cho cái việc mà mình có thể là xử lý công việc, hay là mình có thể là vui chơi giải trí bất kỳ gì đó hoàn toàn trên những thiết bị di động. Bây giờ lập trình thì có thể là các em sẽ mọi lúc mọi nơi, tức là không nhất thiết là phải đến công ty, thậm chí là các em có thể là làm tại nhà qua cái phương tiện là máy tính. Và chính vì vậy cho nên là cái ngành công nghệ thông tin nó có một cái mối liên kết gọi là xuyên biên giới. Không nhất thiết các em phải là làm việc ở Việt Nam, hay chúng em làm việc, các em làm việc ở nước ngoài, các em có thể ngồi tại Việt Nam nhưng làm việc trong công ty ở nước ngoài thông qua cái hệ thống mạng và truyền thông. Nếu các em có khả năng thì như vậy các em sẽ luôn luôn được chào đón. Và thưa tiến sĩ, là lĩnh vực nào càng nhiều cơ hội rõ ràng nó sẽ có nhiều cạnh tranh. Như vậy thì hiện tại các nhà tuyển dụng đang mong muốn điều gì ở các ứng viên ngành IT ạ? Mong muốn của các nhà tuyển dụng thì là sinh viên đầu ra làm sao các em không phải đào tạo lại, có thể là đáp ứng ngay được cái nhu cầu của doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là một trong những cái lợi thế là công nghệ thông tin thì tất cả chúng ta thừa công cụ làm việc nó là máy tính, nhưng mà ngôn ngữ thì nó là tiếng Anh. Nếu các em có một lợi thế nói tiếng Anh trôi chảy trong cái giao tiếp thì đó là một cái mà nhà tuyển dụng nào cũng mong muốn. Và với những nhu cầu rất là cao từ thị trường như vậy thì chắc chắn là các bạn học sinh sinh viên hiện tại đang rất là muốn học những chương trình để có thể đào tạo ngành IT, và trong đó thì sẽ có chương trình liên kết đào tạo. Như vậy thì theo tiến sĩ, những chương trình liên kết đào tạo ngành IT sẽ cần phải được thiết kế như thế nào để có thể mang lại những giá trị, những kỹ năng cho các bạn sinh viên ạ? Trước khi có Covid thì đi học ở nước ngoài thì nó rất là tốn kém về mặt tài chính. Thì các cái trường liên kết thì có các chương trình 2+2 chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì 2 năm học Việt Nam thì 2 năm đầu mình học tại Việt Nam thì mình sẽ sinh hoạt rồi mọi cái là theo cái cuộc sống ở tại Việt Nam. Thì vậy mình tiết kiệm được phần nửa cái chi phí, và 2 năm còn lại thì mình qua bên kia. Thì đó là cái liên kết. Tuy nhiên hiện nay thì có rất nhiều các cái chương trình liên kết nó rất là đa dạng, đặc biệt là ở trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì như quý vị khán giả và phụ huynh cũng thấy ví dụ về khoa công thông tin thì chúng tôi có là các chương trình liên kết là 2+2 này, rồi tức là 2 năm học ở trường đại quốc tế và 2 năm ra nước ngoài. Rồi bây giờ thì có các chương trình là 3+1, tức là 3 năm học ở đây 1 năm học bên kia. Và gần đây năm 2020 năm ngoái thì đã có chương trình tuyển sinh là 4+0, tức là học hoàn toàn 4 năm ở trường đại quốc tế và lấy bằng của đối tác. Về cái tiêu chí thì của chung của trường đại quốc tế thì chúng tôi nhắm đến những cái trường mà có được cái rank, tức là xếp hạng trên thế giới ấy, rất là cao. Ví dụ như là tại Anh thì chúng tôi có đối tác là West of England hoặc là University of Nottingham. Thì với 2 trường đại học đấy thì Nottingham chúng tôi có chương trình 2+2, còn West of England chúng tôi có chương trình 2+2, và hiện nay mới năm ngoái, năm 2020 thì đã có chương trình 4+0. Thì với đối tác Mỹ thì chúng tôi có là Đại học Rutgers và Đại học Sydney Binghamton là những chương trình 2+2. Và cũng một thành công của khoa thông tin năm ngoái là chúng tôi có một chương trình với đối tác là Đại học Deakin của Úc. Thì chương trình rất là flexible, tức là chúng tôi có 3 cái giai đoạn chuyển tiếp. Một là 2+2, 2 là 2.5+1.5 và 3 là 3+1. Đó là những cái chương trình mà đáp ứng được tất cả các cái nhu cầu của sinh viên Việt Nam mình mà muốn học tại chỗ lấy bằng nước ngoài, hoặc muốn học ở đây 2 năm qua bên kia.
Dạ, xin được cảm ơn thầy. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ để quý vị có thể hiểu rõ hơn về chương trình liên kết đào tạo ngành IT ở Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây nhé. Sẽ dẫn chị đi tham quan khoa của em, đó là khoa công nghệ thông tin. Thì điều đặc biệt của khoa em đó là khoa đầu tiên của Việt Nam mình nhận được chuẩn kiểm định IUNQA ấy chị. Wow, yeah. Bây giờ mình đi thôi ha. Dạ rồi. Tại Đại học Quốc tế, sinh viên của chương trình liên kết đào tạo sẽ được học với giáo trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các em sẽ được trang bị nền tảng kiến thức cơ bản vững vàng và môi trường thực hành với công nghệ tiên tiến nhất. Hiện tại đang có hai nhóm nghiên cứu đó, các bạn bên IoT và các bạn là các bạn CVIP. Hôm nay chị Mai Anh đến làm việc với mình. Xin chào Nhật, không biết là Nhật là sinh viên năm mấy và Nhật cũng như là các bạn đang làm gì vậy ha? Tụi em đang cố cải thiện một cái thuật toán, một cái dự án mà tụi em tâm đắc nhất của cái lab này. Đó là cái dự án mà giám sát giao thông. Và thay vì sẽ có một đống người ngồi trong một đống một cái phòng mà đầy camera mà nhìn từng chiếc xe, thì thay vì đó tụi em có một cái thuật toán để em chạy một cái giám sát cùng lúc như cái số lượng xe nó có thể rất là phức tạp mà tụi em vẫn có thể track được, mà có thể vẫn có thể truy vết được. Và đó là cái cải thiện mà tụi em mới làm được, và cái kết quả tụi em đạt được đối với cải thiện này tụi em đạt được cái giải nhì ở cuộc thi trí tuệ nhân tạo của thành phố vừa rồi. Không biết là em học IT ở trường thì em cảm thấy như thế nào? Cái hay nhất của trường đại học quốc tế là cái tinh thần ở đây đó là tự do. Tụi em sẽ làm theo những gì mà tụi em định hướng, và trường cũng sẽ ủng hộ tụi em làm điều đó. Tụi em có rất nhiều cơ hội như là thực tập, nghiên cứu và tất nhiên là những hoạt động ngoại khóa nữa. Rồi, cảm ơn Nhật rất là nhiều ha. Dạ. Bây giờ thì chắc là chị Minh sẽ làm quen thêm một bạn nữa. Bạn dạ. Ngồi kế bên Nhật đi. Dạ, chào chị. Chào em tên gì và mình đang là sinh viên năm mấy? Em tên là Anh Huy, hiện tại em là sinh viên năm 1 của ngành công nghệ thông tin ở trường Đại học Quốc tế. Huy có thể chia sẻ là lý do vì sao mà Huy lại chọn học IT ở trường mình không? Cái thứ nhất là môi trường học nó rất là quốc tế, nghĩa là nó dạy theo giáo dục khai phóng và mọi người có thể làm những điều mà họ thích, miễn sao là nó không vi phạm cái quy tắc chung của mình. Cái thứ hai là thầy cô rất là thân thiện và tôn trọng học sinh. Cái thứ ba và cái mà em nghĩ là cũng góp phần quan trọng nhất khiến cho nhiều người giỏi vô trường của em, đó là cung cấp rất nhiều loại học bổng tuyển sinh hàng năm và khuyến khích ở mỗi học kỳ, thì nó khiến cho gọi là nguồn động lực khiến mọi người vượt qua cái giới hạn của bản thân để họ có thể khai phá nhiều tiềm năng hơn. Và hiện tại khi là sinh viên năm nhất của ngành IT thì Huy đang học những gì? Hiện tại sinh viên năm nhất của ngành IT thì em vẫn đang học vào những môn đại cương cơ bản chứ chưa bắt đầu vào môn chuyên ngành. Nhưng mà em lại cũng rất may mắn một lần nữa là em được vô lab và CTIP của mình, và em học được những kỹ thuật lập trình mà nó mang xu hướng cao cấp hơn ở những năm sau. Chúc cho Huy sẽ học thật tốt trong những năm tháng mà mình học ở ngành IT Đại học Quốc tế nha. Rồi. Chương trình liên kết ngành công nghệ thông tin của Đại học Quốc tế đã đạt được các chứng nhận uy tín như British Computer Society, The Charter Institute for IT tại Anh Quốc, Australian Computer Society tại Úc và ABET tại Hoa Kỳ. Hiện nay, ngoài các chương trình như 2+2, 3+1, học một phần ở Việt Nam, một phần thời gian ở nước ngoài, từ năm 2020, khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Quốc tế đã thành công mở chương trình 4+0, cho phép các em học tập toàn thời gian ở Việt Nam, nhưng vẫn tốt nghiệp với chứng chỉ của Đại học West of England, Anh Quốc.
Theo dõi những hình ảnh vừa rồi thì có thể nói là chương trình liên kết đào tạo tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thật sự rất là hấp dẫn thưa thầy. Nhưng mà hiện nay là chương trình liên kết đào tạo của trường mình là đang đào tạo những chuyên ngành nào của ngành công nghệ thông tin ạ? Và trường có đang hỗ trợ cho các bạn sinh viên để có thể chọn đúng chuyên ngành của mình được không? Để đáp ứng cái nhu cầu thực tế, bởi vì khi xây dựng chương trình thì chúng tôi cũng nhắm đến cái thị trường, nhắm đến cái xu hướng hiện tại. Hiện nay là có 3 ngành, thứ nhất là ngành khoa học máy tính. Thì khoa học máy tính này các bạn cứ hiểu đơn giản là chúng ta học xây dựng các giải thuật, các cái chương trình để làm phần mềm, phát triển phần mềm. Yeah. Cũng là để hướng tới cái vị trí mà giống như cô bé ngoài Hà Nội mà thu nhập mấy chục tỷ đó, hay là cái ngành khoa học máy tính. Thì bên cạnh đó thì đặc biệt của máy tính chúng ta sẽ có cái đầu vào là dữ liệu, thì là xử lý dữ liệu. Thì bên khoa có một cái ngành rất là mới gọi là ngành khoa học dữ liệu, data science. Thì ngành đó là các em có thể học ngành đó và cái đầu ra rất rộng mở trong tất cả các công ty, trong tất cả các lĩnh vực, tất cả các tổ chức công và tư đều cần những cái người về hiểu về dữ liệu, phân tích dữ liệu, không chỉ giải quyết cho bài toán về kỹ thuật, bài toán về kinh tế, về tài chính vân vân. Thì khoa có một cái ngành gọi là ngành khoa học dữ liệu, và một cái ngành nữa là ngành công nghệ thông tin. Thì trong công nghệ thông tin thì chúng tôi lại có hai cái chuyên ngành, là một là mạng máy tính và cái thứ hai là kỹ thuật máy tính. Thì để liên quan đến những cái đặc thù, ví dụ như chúng ta cứ hiểu đơn giản máy tính, chúng ta có phần cứng và phần mềm. Phần mềm chúng ta làm về xây dựng, phát triển phần mềm, phần cứng thì liên quan đến cái hạ tầng về hệ thống, về thiết bị mạng vân vân. Thì giáo viên nó theo dõi suốt cái quá trình các em nó học từ năm nhất đến năm cuối. Và trong bất kỳ mỗi một học kỳ, mỗi một năm học, đặc biệt là đến giai đoạn các em đăng ký chuyên ngành để chuyển tiếp chẳng hạn, thì các giáo viên luôn luôn theo sát và cũng là nhà tư vấn để định hướng cho các em nên học môn học gì, ví dụ như vậy, để cho nó đảm bảo được cái tiến độ, thứ hai nó đảm bảo được cái đúng cái định hướng mà các em mong muốn. Còn về các cái thủ tục để mà hỗ trợ khi các em đi du học thì nhà trường nó có một cái phòng gọi là phòng quan hệ đối ngoại, thì cái nơi mà có thể là hỗ trợ các em rất nhiều về các cái thủ tục pháp lý, về các cái hỗ trợ visa, và thậm chí là trong khoa cũng có những giảng viên của khoa đã từng học ở những cái trường đối tác, thì đó lại là chính là cái người mà quay trở về để hỗ trợ các em tư vấn về thực tế, thậm chí là về cái sinh hoạt, về ăn uống vân vân, tất cả mọi cái. Tiến sĩ cũng đã chia sẻ thì chương trình liên kết đào tạo của trường sẽ chọn những đối tác rất là danh tiếng, vậy thì Đại học Quốc tế sẽ chọn đối tác để xây dựng chương trình liên kết đào tạo dựa theo tiêu chí nào ạ? Thì như nãy tôi có nói là trường Đại học Quốc tế chọn các cái trường đối tác thì dựa trên cái xếp hạng của thế giới, những cái trường rất danh tiếng. Thì bây giờ thông tin nó đa chiều, chúng ta có thể kiểm chứng ngay. Ví dụ chúng tôi muốn biết một cái trường, ví dụ như Web of England nó đứng hạng thứ mấy trên thế giới, thì chúng ta có thể vào những cái website của xếp hạng, chúng ta biết được ngay. Thì đó là những cái thông tin. Còn ngược lại, đối tác họ cũng phải đặt cái niềm tin ở một cái trường ở Việt Nam như thế nào. Thì Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia nó là một trường công lập và hoàn toàn sử dụng bằng tiếng Anh. Và đến giờ thì chúng tôi cũng được khoảng 18 năm thì cũng đã khẳng định danh tiếng của mình là một trường đại học nghiên cứu. Và đó là những cái tiêu chí mà thể hiện qua các cái con số về cái chỉ số nghiên cứu khoa học, về các cái chương trình đào tạo, về các chương trình kiểm định. Ví dụ như là công nghệ thông tin của chúng tôi thì từ năm 2009 đã đạt cái chuẩn kiểm định gọi là IUN, tức là cái trường của Đông Nam Á, và đến 2017 thì tái kiểm định chúng tôi đã đạt cái chuẩn đấy, và hiện nay chúng tôi đang hướng đến là cái chuẩn kiểm định của ABET. Thì đó là những cái mà tiêu chí để mà chúng ta có thể là dựa vào đấy để mà kết hợp với nhau. Còn cái xây dựng cấu trúc chương trình thì ví dụ như giai đoạn học chúng ta học Việt Nam thì hoàn toàn theo cái chương trình của Việt Nam, bởi vì ví dụ như là khoa công nghệ thông tin chương trình 2+2 thì 2 năm học ở tại khoa thì cái chương trình đó đã được bên đối tác thừa nhận, và ngược lại 2 năm học của bên kia thì cũng đã được bên đối tác của IU là thừa nhận. Như vậy là nó có một cái sự so khớp. Còn với những chương trình 4+0 thì khi mà anh đạt cái tiêu chuẩn nhất định thì đối tác, ví dụ Web of England, họ công nhận hoàn toàn chương trình 4 năm của khoa công nghệ thông tin đại học quốc tế, thì lúc đó họ chấp nhận cho là sinh viên học hoàn toàn 4 năm ở đây nhưng lại lấy bằng của Web of England. Thì như vậy đó là những cái tiêu chí, hoặc là đó là những cái chương trình môn học mà thực chất hai bên khi làm việc với nhau chúng tôi phải map thường xuyên, bởi vì đặc thù của công nghệ thông tin thì nó liên tục, nó update, nó thay đổi. Đơn giản như chúng ta hôm nay hay là sử dụng Windows 8, ngày mai là 9, ngày mốt là 10, ví dụ như vậy. Thì chương trình đào tạo của thông tin cũng phải update theo, thậm chí là mỗi học kỳ, mỗi một năm thì chúng tôi có những cái map chương trình với nhau. Và như vậy nó đảm bảo được cái thứ nhất là mặt kiến thức nó không bị cũ, là một, thứ hai nữa là nó phù hợp với những cái xu hướng thay đổi và cả đôi bên cùng chấp nhận. Quý vị thân mến, mang hy vọng là chương trình kỳ này sẽ giúp cho các bạn như học sinh có thêm những thông tin hữu ích về triển vọng của ngành công nghệ thông tin, và quan trọng là lập ra cho mình mục tiêu cụ thể để có thể đạt được ước mơ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Sinh đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau với những đề tài vô cùng hấp dẫn và bổ ích.